đơn, rồi võ là quần cái nịt đấy. Đấy, ống hút. Rồi. Đặt xuống đây. Mời các bạn nha. Em đặt ở dập đầu. Đây. Chín này là thi rồi đấy. Nói đến thi thì mình vẫn hơi lo thật, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng làm bài thật tốt. Mình mong các bạn cũng sẽ vậy nha. Và nhớ đạt được nhiều thành tích cao trong học tập nhé. Trà sữa ngon quá, nhưng mà em Tố đang ốm, lại kiêng đồ lạnh các bạn ạ. Cho nên là 2 ly trà sữa này thuộc về mình rồi. Bởi vì em Lộc đâu có uống đâu. Em Tố lại phải đành nhìn mình uống trà sữa qua màn hình điện thoại. Ô em Lộc này, uống trà sữa không? Đây, cái này á, thôi, uống cái này đi. Thôi, uống không hết lại để phí à. Thôi được rồi, ngồi đây để chị lấy cho. Trà sữa khoai môn chứ gì. Rồi, vẫn phải là thật tự thao tác, lắc lên rồi uống. Em cho em chọc. Ok. Đây, xin ạ. Ồ, một phát trúng đích. Uống đi xem không? Uống đi. Không uống được. Ơ, tắc hạt trứng trâu à. Rồi, nào, đây. Thế nào, ngon à. Úi dồi ôi. Được chưa, đã chặt chưa? Sạc sữa. Uống từ từ chứ, có ai uống của em đâu. Được chưa, ngon nha. Chân châu ngon không? Ngon nhé. Wow, trà sữa thì nhiều mà em Lộc lại uống ít nữa. Một mình không uống hết nổi 2 cốc trà sữa này đâu. Cho nên bây giờ mình tạm dừng video đây. Và các bạn đang xem video, hãy nhấn like, đăng ký Dung Châu và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Chào các bạn. Lộc.